đang ở dưới bản, nhìn thấy mình đang đứng ở bản bên này, nhìn thấy bản bên cạnh có vài chục lóc lưng chừng núi quay đi lại. Cái này làm tư liệu, làm kỷ niệm, thỉnh thoảng xuống bản này ghi là kỷ niệm. Tại thời tiết nó đẹp, nhìn nó sáng sủa, nó ghi lại chứ còn nó mà mưa gió thì nhìn chả thấy đâu vào đâu cả. Cạnh đây nó có con suối, nó chảy rì rào rì rào. Ở đây khu cánh rừng, khu cánh rừng nguyên sinh, rừng cổ thụ. Ở đây thì vắng vẻ, phương tiện không có, nó không như ở đồng bằng. Ở đây mình quay ở đây, nghe nói là có mấy con chim chích xanh. Chim chích xanh hay bay ở trên núi xuống. Sáng mình nhìn thấy mình tưởng là con gì, hóa ra chim chích xanh. Hỏi mấy anh ở đây anh bảo là chim chích xanh. Ở đây thì không thấy con nào cả. Ở đây nó thấp hơn, ở đây mình đang đứng ở độ cao nó thấp hơn. Vừa di chuyển độ cao, thay đổi độ cao khoảng mấy trăm mét so với mặt biển. Dưới bản bao giờ cũng thấp hơn ở trên chốt của mình nó cao lắm. Chốt của mình cao hơn ở dưới này là 400 mét độ cao so với mặt biển. Đấy, bà con bao giờ ở dưới bản bao giờ ở dưới thường là người ta ở độ cao khoảng 1.200 mét, 1.300 mét so với mặt biển, hoặc là 700-800 mét. Còn ở dưới Đắc Tô, dưới thành phố Kon Tum thì nó chỉ 500 mét độ cao thôi, so với mặt nước biển thôi, nó se mát mát thôi. Ở trên này thì nó bao giờ lạnh hơn. Tĩnh mịch không? Tĩnh mịch. Gần trưa rồi nhưng mà chưa thấy khói nhà bếp của bà con đâu cả. Bên kia có một chút thôi, chuẩn bị nấu cơm. Đây là ruộng bậc thang này, ruộng bậc thang ở dưới này. À, ruộng bậc thang đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Hôm mình vào mình có một chút việc tí. Mình ngắt nhé.